Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh bãi HD. Nghi có một clip ngày hôm qua thì có giới thiệu cho anh em là về cho anh em những cái lô đẩy bãi, dòng đẩy bãi xịn của CA9, và cũng thông báo cho anh em là đợt này thì về cho anh em hai đời của nó, thì một đời đời công tắc và một đời là đời công tắc bật, một đời công tắc đề. Thì hiện tại thì đang test cho anh em những con công tắc đề. Thì về bản chất của những chiếc đẩy bãi xịn của CA9 thì về nguyên tắc khởi động thì nó có hai loại đời công tắc, còn về bản chất về linh kiện cũng như là chất nhạc hay là toàn bộ linh kiện bên trong, nội thất bên trong thì hoàn toàn giống nhau anh em nhé. Thì ngày hôm nay trong video clip này thì có một số các bác khách hàng muốn tham khảo những cái mẫu đẩy CA9 đời công tắc đề hay công tắc nhấn nhả ấy. Thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng sẽ làm video clip để test nhạc cho anh em, cũng như là quay rõ cái nội thất ruột gan để cho anh em có thể tham khảo trước khi mua những cái sản phẩm, những cái dòng đẩy bãi của bên cửa hàng. Thì bên cửa hàng thì luôn cập nhật cho anh em những cái mẫu đẩy bãi từ những dòng đẩy bãi 2 kênh, 3 kênh hay là nhiều kênh ở trong cái phân khúc gia đình hay sự kiện. Thì anh em nào tham khảo được mẫu nào thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp với số máy cửa hàng là 0396855899 nhé. Thì đây là mặt đằng trước của con CA9 công tắc đề. Về thiết kế mặt thì hoàn toàn giống công tắc bật, nó chỉ khác là nó có một cái nút công tắc nhấn nhả đây. Thì anh em nhấn vào đây thì khoảng 5 giây thì nó sẽ khởi động anh em nhé, nó sẽ khởi động. Và nó khi nó đợi cái đèn Protect này nó đóng hát thì anh em có thể bật nhạc lên. Đây đang test mộc nha anh em. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại đây anh em. Tắt thì anh em ấn một giữ tay một lúc thì nó sẽ tắt. Khi nó báo cái đèn sti này thì là nó sẽ tắt máy anh em nhé. Thì với một mẫu đẩy công suất đặc biệt là dòng đẩy CA9 thì luôn cho một chất âm rất là hay. Con này thì sử dụng đời mạch là đời mạch AB. Tại sao mà khi một con đẩy đời mạch AB và một con đẩy đời mạch Class H cùng công suất nhưng mà con Class AB nó sử dụng nhiều xò hơn, và cái hiệu suất của Class AB thì nó phải đòi hỏi nó sử dụng nó nguồn biến áp to này, sử dụng nhiều xò và sử dụng nhiều tụ thì nó mới đảm bảo với công suất là 900W trên một kênh ở trở kháng tam ôm. Và đối với Class H, những cái dòng mạch đời cao thì họ không cần phải làm nhiều xò, bởi vì hiệu suất của Class H nó sẽ cao hơn Class AB. Ví dụ hiệu suất của Class AB thì nó được khoảng 65% thì hiệu suất của Class H nó được khoảng 80-85%. Vì vậy là nếu anh em mua hàng thì anh em phải hiểu được nguyên tắc đời mạch. Và đối với đẩy CA9 thì dù mạch Class H hay là mạch Class AB thì đều cho là một chất âm rất là hay. Nó là đều thương hiệu rất là lớn, thương hiệu của Sotandan hay là Famoso hay là thương hiệu C-Audio. Thì chắc chắn là rất là nhiều anh em đam mê âm thanh thì anh em sẽ biết được những cái mẫu đẩy của công ty C. Tôi cũng đã nhấn mạnh rất là nhiều trong video clip hàng ngày. Thì về bản chất bên trong của nó thì với đời này nó vẫn sử dụng cho anh em đời công tắc đề này sẽ sử dụng cho anh em là 36 sò công suất, trong đó có 32 sò chính là sò Toshiba, sò 1943 và 5200 anh em nhé. Và bên cạnh đó thì nó có thêm một cặp búa 4 con sò thúc anh em nhé, 4 con sò thúc. Nguyên tắc thì đẩy CA9 xịn thì anh em biết đây này, nó ghi rất là sâu tân đan, đem mã vạch ở đây này, nó có nghĩa là đây là cái vòng chống nhiễu của nó, thì nó sẽ ghi rất là rõ. Và máy sâu tân đan thì
nó làm linh kiện rất là chất cho anh em, rất là bền. Cái này thì nhiều anh em khi mua những cái dòng đẩy này, anh em biết dòng đẩy này rồi thì nhiều anh em còn bảo là không phải bảo hành vì cái mạch con này rất là bền. Đấy, nói chung là độ nồi đồng cối đá hay là độ chày cối của con này thì rất là tốt, đặc biệt là cái suất của con này nhé, hầu như suất con này rất là ít lỗi, không bao giờ bị chết suất. Nó chỉ ảnh hưởng cho anh em là cái rắc lưu trích này, anh em đấu chuẩn này, anh em đấu chuẩn 1 cộng 1 trừ, đấu chuẩn thì anh em dùng rất là bền. Và đôi khi thì cái rắc lưu trích này anh em tháo ra tháo vào nhiều thì nó, cái lẫy của nó, lẫy lưu trích nhà anh em thì nó kém, thì nó tiếp xúc kém, thì anh em chỉ cần gạt cái lẫy lên là ok. Nói chung là về bản chất của đẩy CA9 dòng chạy 5 vỉ mạch thì rất là ok. Và khi anh em mua đẩy CA9 thì anh em lưu ý một chút, với cái đồng đẩy mới của CA9 nó sử dụng cho anh em rất là ít sò. Thứ nhất là sử dụng 3 mỉ đời mạch, đấy là không phải do công ty Sotanan, đấy là hàng đặt tên anh em nhé. Thì cái này thì anh em, nếu mà anh em là nhà thông thái mua hàng thì anh em chắc chắn sẽ biết được mẫu đẩy của CA9 nó xịn nó như thế nào, anh em nhìn qua cái mạch đã biết rồi. Và tiếp tục ngày hôm nay thì có test cho các bác khách hàng muốn sử dụng những cái dòng đẩy CA9 xịn và sử dụng đời công tắc đề, thì tôi sẽ làm video clip để giới thiệu cho anh em cũng như là test cho anh em một đoạn nhạc. Về giá thành thì như nhau cả, giá của nó là 4.800.000 giá tại cửa hàng. Thì anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ đặt hàng tới số máy cửa hàng là 0396855 809. Giá thành này là cực là tốt cho anh em. Và xin chào và hẹn lại anh em trong video tiếp theo.